Xin chào. Chào cô. Chào anh. Xin chào. Chào buổi sáng. Xin chào anh. Dạ xin chào. Ôi trời, chuyện này là sao vậy chứ? Tôi không thường ăn sáng đâu. Nè, nhất định phải ăn sáng để tăng cường sức khỏe chứ. Đây. À. Tôi có chuyện cần nhờ cậu nè. Tôi còn chưa kịp ăn nữa đó. Thì cậu cứ ăn trước đi. Nè, cậu phải tham gia chương trình số đặc biệt kỳ này đó nha. Tôi sao? Thì cậu và cô Yohachin. Sao lại là cô Yohachin chứ? Thì còn sao nữa, hai người là một đôi còn gì. Chủ yếu lần này á, phải thể hiện tình yêu mãnh liệt. Rồi sau đó hai người yêu nhau thật cũng tốt chứ sao. Xem ra là tin tức hai người hẹn hò vẫn chưa dừng lại kia mà. Thực sự là không phải mà. Trưởng phòng đừng có đùa nữa có được không vậy? Ôi, thiệt là. Thôi thì cậu cứ làm giúp tôi đi mà. Phía đài truyền hình á, đã đầu tư cả tỷ vào dự án này rồi đó. Cứ làm theo như vậy và thêm vào quảng cáo nữa, còn tăng được cả tỷ lệ người xem. Vậy là quá tốt rồi. Rốt cuộc thì trưởng phòng Choi cũng chỉ cần tăng tỷ lệ người xem thôi sao? Nè, bây giờ chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Sau cuộc phỏng vấn của cậu với chủ tịch Ô thì bên phía Hoa Trang á, đã rút hết mọi quảng cáo phía bên mình rồi. Mọi chuyện cũng một phần là do cậu mà. Nên bây giờ chúng ta phải làm như vậy thôi. Có gì to tát đâu, chỉ là nhìn nhau tình tứ một chút, rồi thêm một chút biểu cảm nữa, cũng đâu có khó gì đâu. Điều quan trọng bây giờ trưởng phòng cũng biết rồi chứ. Nhưng mà tôi xin cậu đó, cậu hãy thử làm đi. Bây giờ thì mau ăn sáng đi nha. Rồi thử một lần thôi ha. Được thôi, tôi sẽ làm mà. Chắc chắn thú vị lắm đây. Cô không cần phải quyết định ngay lúc này đâu. Từ chối cũng được mà. Không đâu, tôi đã nói rồi mà. Nếu là anh nhờ thì chuyện gì á tôi cũng giúp được hết. Nên biên tập viên Ly cũng giúp tôi việc kia được chứ. Tôi sẽ không hiểu lầm nữa đâu. Tôi không hề có ý gì đâu mà. Tôi rất thích bộ phim đó nên là... Kể từ khi tham gia đóng phim, đây chính là lần đầu tôi nhận được lời mời đóng kịch bản hay như vậy luôn đó. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì tiếc lắm luôn á. Đổi lại thì tôi sẽ không lên hình đâu. Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi xử lý việc đó cho. Nội dung thì có thể bàn bạc qua email. Về diễn xuất thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho cô. Vậy là đủ rồi, hy vọng không mất quá nhiều thời gian của anh ha. Vậy được rồi, hãy gửi cho tôi lịch họp đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô từ từ đã. Vừa rồi là do tôi vui quá chứ không có ý gì đâu. Là tôi vui quá mà thôi. Ừ. Chào mọi người, vất vả rồi. Ở đâu chứ? Đây nè, của anh đây. Cũng giống như cái lần trước, cũng là cái phong bì màu này, không có thông tin người gửi. Đừng ảo tưởng, người Hachin yêu là tôi. Ừ, Sejon, bây giờ bên ngoài tuyết đang rơi nhiều lắm. Anh nhắc em mang dù theo là đúng rồi, có đúng không hả? Đúng vậy. Hôm nay tuyết rơi nhiều thiệt đó. Alo. Anh không biết tôi sao? Chúng ta gặp nhau nhiều rồi mà. Cùng với Sejon nữa. Anh là ai vậy? Sao anh lại nghe điện thoại của Sejon chứ? Anh đừng có ảo tưởng nữa mà. Người mà Sejon yêu chính là tôi, chứ không phải là Chung Hoon anh đâu. Sejon à, anh ta không tin là chúng ta yêu nhau kìa. Alo. À, hay là em tự nói với anh ta đi. Qua đi. Alo. Lý Trung Hôn, đừng tắt điện thoại. Sejon à. Sejon, em nói đi. Người em yêu là anh mà, đúng không? Em nói đi. Sejon à, em không sao chứ?
em với. Cứu em với. Alo sơ, sơ gió nào. Sơ gió là đừng khóc mà. Sao anh có thể giết em được chứ? Anh yêu em nhiều như vậy mà. Anh có thể làm cho em được hạnh phúc hả? Người em yêu là anh mà, phải không? Phải không? Phải không? Anh ơi. Sơ, sơ gió nào, em không sao chứ? Không sao đâu. Đó là ở đâu vậy? Trả lời anh đi sơ gió nào. Nè, bây giờ anh có mang quà cho em đó hả? Sơ gió nào, là tự tay anh làm cho em đó. Nè, sơ gió nào đi. Sơ gió nào, sơ gió. Sơ gió nào, em không sao chứ? Sơ gió nào. Anh ơi, cứu em với. Em đang ở đâu vậy? Cứu em với. Sơ gió nào, miệng của cô lại đi. Thật khốn mày. Mày dám đụng vào móng tay của cô ấy thì tao sẽ giết chết mày đó. Tất cả là tại mày. Tại mày mới thay đổi như vậy. Tất cả là do mày. Thì chung hồi tất cả là tại mày. Lỡ đâu vậy chứ? Sơ John, em tỉnh táo lại đi Sơ John nè. Không sao đâu, không sao. Anh sẽ làm nhanh thôi mà, không cần sợ. Em đợi một chút, em đừng cử động nữa. Sẽ không sao đâu. Sao đâu, không sao. Chỉ một chút nữa thôi là kết thúc tất cả rồi mà. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Anh ta đến rồi, anh ta đến rồi. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Sơ John, không sao, không sao. Sơ John, Sơ John, nhanh thôi mà. Đến rồi, đến rồi. Anh ta đến rồi, anh ta đến rồi. Em đi trước đợi anh nha.